Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của trên 2.700 người, tăng trên 800 người so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những nguyên nhân khiến số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Dự báo thời gian tới, số người bị thất nghiệp do ảnh hưởng dịch COVID-19 tiếp tục tăng. Thực hiện việc giãn cách xã hội, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh tiếp nhận hồ sơ của người lao động qua đường bưu điện và trực tuyến. Đồng thời, chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 95% người lao động qua thẻ ATM. Gần 4 tháng đầu năm nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tiếp nhận trên 1.200 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trong đó, riêng tháng 3 là 628 hồ sơ, tăng gấp 2 lần so với tháng 2. Điều đáng nói là việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu không cân nhắc kỹ sẽ gây ra nhiều hệ lụy về sau cho chính người tham gia. Đó là khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần, bản thân người lao động sẽ mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, mất nguồn tài chính hỗ trợ và ổn định cuộc sống lâu dài khi bị suy giảm khả năng lao động, hết tuổi lao động, không được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Khi chết, gia đình không được hưởng trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất theo quy định so với lựa chọn hình thức hưởng lương hưu. Vì vậy, việc lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần là điều người lao động nên cân nhắc kỹ, không nên vì cái lợi trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội được hưởng lương hưu, trợ cấp khi về già, cũng như được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Dịch bệnh COVID-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế xã hội. Nhiều doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh khó khăn, người lao động đang trong tình trạng bị giảm việc làm, nghỉ chờ việc hoặc mất việc. Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong thời điểm hiện nay, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp. Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ rượu bia nước giải khát Hà Nội có gần 150 lao động. Nếu như quý 1 năm 2019, công ty sản xuất trên 1,2 triệu lít bia rượu cung cấp ra thị trường, thì từ tháng 1 đến nay, Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực, nhất là ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sản lượng bia rượu của công ty đã giảm chỉ còn một nửa và hiện đang tồn kho, không tiêu thụ được. Trước những khó khăn trên, công ty đã phải cắt giảm cho nghỉ việc tới 95% số lao động, đồng thời hỗ trợ tiền lương cơ bản, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trên 1 tỷ đồng để giữ chân người lao động, mong qua dịch sẽ tái sản xuất trở lại. Tuy nhiên, nếu tình trạng dịch kéo dài 1 đến 2 tháng nữa thì công ty cũng không duy trì được. Từ ngày đi vào sản xuất đến nay, chưa bao giờ công ty mà có cái thời điểm mà lại dừng sản xuất đến dài như bây giờ. Bảo hiểm của huyện thì cũng đã đến thăm công ty và để nắm bắt tình hình. Thì công ty cũng đã đề nghị cho giãn nộp bảo hiểm, giúp đỡ cho công ty vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Theo số liệu tổng hợp của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến hết tháng 3, số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giảm gần 6.000 người so với năm 2019. Số đơn vị nợ đọng, các khoản bảo hiểm có chiều hướng tăng. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa của các công ty gặp khó khăn. Cuối tháng 4 này chúng tôi có thể là báo giảm một số lao động, cũng rất mong đề nghị phía cơ quan bảo hiểm sẽ quan tâm và tạo điều kiện cho chúng tôi được chốt bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trước để người lao động có thể được hưởng quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi hết dịch mà chúng tôi có nguồn kinh tế ổn định thì chúng tôi sẽ cam kết là đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm các khoản bảo hiểm đầy đủ ạ. Thực hiện chỉ thị số 11 ngày 4 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, công văn 860 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh đang hướng dẫn bảo hiểm xã hội các địa phương thực hiện tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng quy định nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động cũng như Ủy ban nhân dân các huyện thành phố thì cũng đã ra soát, thống kê và đánh giá sơ bộ ban đầu là các cái doanh nghiệp có khả năng chịu sự tác động từ cái dịch COVID-19 có khoảng là 1.105 đơn vị doanh nghiệp cũng đã có văn bản chi tiết
hướng dẫn các cái doanh nghiệp ấy, có số lao động phải dừng nghỉ việc là từ 50% trở lên, chịu sự tác động của dịch bệnh mà ảnh hưởng và thiệt hại từ 50% về tài sản, không kể là tài sản đất, để lập thủ tục hồ sơ thì được xem xét và tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, thời điểm này Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra chuyên ngành hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và đảm bảo tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia các loại hình bảo hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Bảo hiểm xã hội với mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.